Đến với những cuộc phiêu lưu của Jojo phần thứ 2 với tựa đề Thích thì chết. Năm 1938, 50 năm sau cái chết của Jonathan Joestar, Speedwagon đã trở thành ông trùm trong ngành dầu mỏ tại Mỹ. Ông dẫn anh em sóng gợn năm xưa thăm một di tích, nơi mà ông cho rằng có ẩn giấu một mối hiểm họa còn to lớn hơn cả Dio. Ở đây không chỉ có một, mà là cả chục chiếc mặt nạ đá. Và ở chính giữa là một bức tượng hình người cao lớn. Đây là Strizo, một chiến binh gợn sóng từng chinh chiến với Jonathan. Nếu bạn đã quên thì đây là anh ta ở phần 1. Từ sau trận chiến với Dio, hắn đã ngưỡng mộ tên phản diện này và muốn trở nên bất tử giống hắn, nên đã xử hết người của đoàn thám hiểm để độc chiếm chiếc mặt nạ và trở thành ma cà rồng với sức mạnh có được. Việc đầu tiên Strizo muốn làm là tuyệt tôn dòng họ Joestar. Điều đó dẫn chúng ta tới nước Mỹ, nơi Joseph Joestar, cháu nội của Jonathan Joestar và cũng là nhân vật chính của phần 2, có tên viết tắt cũng là Jojo. Cậu đã có thể sử dụng sóng gợn thành thạo từ năm 13 tuổi. Nhưng 13 tuổi trong các bộ phim học đường của Mỹ. Một hôm, Joseph bị một cậu bé da đen trộm ví. Cô này là Smokey, với quả gen từ Usain Bolt nó dễ dàng chạy khỏi tầm mắt của cậu. Nhưng với cảnh sát thì không. Smokey bị hỏi cung trực tiếp trong con hẻm đến nghẹt cả thở, cho đến khi Joseph bước tới, đập cảnh sát một trận để cứu Smokey cũng như tăng độ truy nã cho mình. Thế là cả hai làm bạn với nhau. Sau đó Joseph dẫn bạn về nhà và được bà mình là Irina nhận nuôi. Để mà nói về Joseph, thay vì đậm chất quý ông như ông nội, cậu lại có cá tính tưng tửng và đặc biệt là luôn thích đọc vị đối thủ. Đây cũng là thời điểm mà Strizo tìm được Joseph. Cả hai không mất quá nhiều lời để nhận được tín hiệu va chạm từ đối phương, nhưng có lẽ Strizo đã hơi chủ quan. Vì ở Mỹ người ta không chơi kung fu. Và trước họng của cây Thompson thì chúng sinh bình đẳng. Âm thanh ngày tựu trường về trên con phố, đi xuyên qua tâm trí, đục nhiều lỗ trên người tên phản bội. Mọi chi phí tính vào hóa đơn cho bà già ở nhà. Tuy nhiên chừng đó mới chỉ là giãn gân giãn cốt với tên ma cà rồng. Strizo là một đối thủ khó nhằn hơn Dio, bởi vì hắn từng là sóng gợn sư. Chiếc khăn piêu hắn khoác lên người có khả năng khuếch tán động năng điện năng gì đó, khiến đam sóng từ Joseph giảm đi đáng kể. Nhưng đây là Mỹ mà, họ đâu chỉ chơi súng đâu. Joseph đã khéo léo ghim hàng chục quả lựu đạn lên người đối thủ, khiến Strazo nổ trái rắn. Nhưng Strazo bảo từ từ hãng gái. Với một mảnh cơ thể, hắn nhanh chóng tái tạo lại, không một vết xước. Biết rằng kẻ thù khó nhằn hơn mình nghĩ, Joseph rủ Smokey đánh bài chuồn, chạy một mạch đến cầu Manhattan. Nhưng Strazo không những đuổi kịp hai người, hắn còn mang theo một con tin. Người thì không một mảnh vải che thân, tay còn đút vào miệng cô gái, càng chọc càng ra nước. Giờ Joseph không đánh được, cậu đành nhảy lên tiếp chiến với Strazo để hắn thả con tin ra. Strazo ra chiêu trước, bắn laser từ mắt. Joseph chẳng hề nào núng, rút ra hai chiếc chén uống rượu và dùng kiến thức vật lý để trả đòn. Bắn ngược lại tia nhiệt xuyên thủng đầu đối thủ. Strazo điên tiết lao vào cận chiến và ăn một cú sóng gợn lệch cả hàm. Hắn văng xuống dưới nhưng Joseph giữ hắn lại. Nhưng mà hắn quá tự tôn để được cứu, nên là Strazo từ bỏ, kiểu từ bỏ cuộc sống ấy. Hắn tự dùng sóng gợn để kết liễu bản thân. Còn về những cái xác khác trong hang mặt nạ, một trong số đó đã bị Đức Quốc xã mang về thí nghiệm. Cũng may là khi họ tiến vào tiện lôi luôn Speedwagon về và kịp thời chạy chữa. Một tên thiếu tá muốn đánh thức người đá ở giữa cột bằng máu của những nô lệ đang nuôi nhốt, và hắn đã thành công. Người cột tỉnh dậy, phe Đức bèn thả một tên vào để test sức mạnh của người cột. Tưởng rằng người cột dễ sơi, nhưng hắn lại sơi luôn con mồi, hấp thụ cả cơ thể, tri thức lẫn trí khôn ngôn ngữ. Hắn mở miệng ra nói tiếng hiện đại, tự xưng là Santana. Trong khi mọi người còn đang sững sờ, Santana nhảy lên. Hắn tự tháo khớp để đút cả cơ thể vào khe thông gió, thoát khỏi phòng thí nghiệm. Joseph của chúng ta thì sau khi tìm được vị trí căn cứ phát xít, đã tìm được cách để lẻn vào trong. Đến khi cậu tiếp cận được phòng thí nghiệm, cũng là lúc Santana chui ra ngoài. Thiếu tá ra lệnh cho anh em chiến sĩ xả một lượt đạn phủ đầu. Chẳng những không xi nhê, Santana còn hấp thụ rồi bắn ngược lại. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại 4 người: Joseph, Speed, Stroheim và Santana. Joseph bắt đầu nói linh tinh câu giờ, vì cậu chưa biết phải hạ gục hắn thế nào. Vì da thịt hắn có thể co giãn như cao su để tránh né những đòn cận chiến, giống như tai nghe One Audio F2 giúp bạn tránh né việc phải nghe bản nhạc yêu thích ở chất lượng thấp. One Audio F2, tai nghe True Wireless bán chạy nhất Amazon. Không chỉ sở hữu chất âm hay chuẩn DJ, nhịp bass sống động với mảng loa 10mm, mà nó còn có thiết kế đẹp với họa tiết đĩa than làm điểm nhấn. Thời lượng pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590k, hợp ví với mọi nhà. Dành riêng cho những người xem của hệ thống kênh The Reviewer, khi anh em nhấn vào link phía bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 50k. Nhấn lưu mã để được giảm giá. Ghé thăm ngay gian hàng đồ chơi công nghệ Seven để xúc cho mình một con nhé. Joseph đành lao vào lòng Santana để hắn hấp thụ, sau đó chuyển sóng gợn từ bên trong cơ thể, xé toạc tên kia làm hai. Thấy phần trên còn dãy ruộng, cậu trói nó lại. Nghe thiếu tá nói rằng người cột sợ ánh sáng mặt trời, Joseph liền lôi hắn ra ngoài cho biết mùi nắng gió. Đi tới gần cửa thì người cột dính chân cậu lại với thịt của mình. Thiếu tá nhanh trí nhảy chân sáo, láo nháo chạy về trước. Giờ người khiến chân ông chùn bước không ai khác vẫn là người cột. Thiếu tá bảo Joseph hãy với lấy chiếc rìu mà chặt chân ông, quên đi nỗi đau. Thiếu tá phát xít vươn người mở toang cánh cửa. Tên người cột bị ánh sáng chiếu vào thì da thịt cháy như lửa đốt. Hắn gần như bị hóa đá, cho tới khi lại giở trò kỳ quặc, thu nhỏ cơ thể và chui vào vết thương của thiếu tá, trốn khỏi ánh nắng mặt trời. Biết rõ số phận của mình, Strohim giơ cao cây lựu đạn, quyết tử cùng tên quái thai. Trước khi banh xác, hắn kể cho Joseph về những tên người cột khác và hãy đến Rome để tìm người giúp đỡ. Sau khi tan xương nát thịt, cơ thể tên người cột lại nứt nẻ trong thời tiết nắng hè. Hắn nhảy xuống giếng để trốn khỏi cái nóng.
nhưng Joseph đã đi trước một bước, lấy thân mình ngăn lại, chính thức đóng đá hắn lần thứ hai. Theo chân Joseph và Speed đến với xứ Rome, họ gặp người đồng minh tương lai của mình là Caesar Zeppeli, cháu trai của Zeppeli, người đã cùng chiến đấu với ông Jonathan. Nhưng các cụ có câu, đàn ông không đánh thì không quen. Hai ông cháu vẫn cứ phải động tay động chân trước khi bắt tay giảng hòa. Sau đó cả ba trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đêm tối, một cậu thanh niên xuất hiện. Cậu là tay trong của Caesar. Cậu sẽ đưa mọi người tới khu di tích, nơi quân đội đang canh giữ những người cột chưa thức tỉnh. Khi đó ở trong di tích, quân lính phát hiện ra có tận 3 cái xác. Poe sẵn dáng trên bìa tạp chí Vought. Một tên lính tò mò nhìn vào cái lỗ, được tặng cho một cái lỗ khác trên trán. Bởi vì bức tượng này đã thức tỉnh, hắn vấy máu lên đèn chiếu tia cực tím, chính thức bước ra khỏi bức tường. Hắn lăng ba vi bộ qua toàn lính, dính cả tiểu độ lại bằng những cái nắm tay để hút sinh lực một lượt cho nó tiện. Khi đã no nê, hắn quay lại thức tỉnh nốt hai thành viên còn lại, Tuấn Kiệt và TT, mang đến sự trở lại của nhóm HKT phiên bản không biết hát và độc ác. Lúc này nhóm của Joseph cũng đặt chân tới hang. Khi thấy xác người nằm la liệt như bóng bay, dưới chân ba nam thanh niên ăn mặc thiếu vải, họ quyết định ngăn cản HKT lại để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng Gia Hùng cùng anh em chỉ nhẹ nhàng lướt qua và vô tình đoạt mạng boy lái xe. Dĩ nhiên Joseph và Caesar không thể bỏ qua, nhưng cũng không quên tạo pose đề phòng có máy quay lia đến. Caesar là người lên trước, tung kỹ năng chấn phái công chúa bong bóng, nhưng đã bị Gia Hùng chặn đứng tất cả bằng những cơn lốc tạo ra từ mấy lọn tóc, không những chém bóng mà còn chém cả chai thẳng. Thấy vậy thì Joseph bước lên tiếp chiến với hai hòn bi, tuyệt chiêu Lick Marble. Thế là Gia Hùng cũng trả đòn, áp lực từ tay Hùng xoáy nát đất đá trước mặt, khiến Joseph dù đã nấp nhưng vẫn khá là tơi tả. Cậu đành phải giả chết để lê lết đến cái xe chở quặng và dụ Gia Hùng lên xe. Nhưng mấy trò trẻ con của cậu đã bị hắn nhìn thấu. Giờ đây đứng trước mặt cậu là một đối thủ áo trình hoàn toàn. Biết mình không địch lại, Joseph bèn múa mép đòi một tháng sau tỉ thí lại. Gia Hùng hỏi tại sao ta lại phải đồng ý với ngươi, thì Joseph buông ra ba chữ ma thuật: ngươi sợ à? Thế là Gia Hùng nhận lời thách thức. Nhưng hắn đặt một chiếc nhẫn vào trong người Joseph. Một tháng sau mà cậu không đánh với hắn thì chiếc nhẫn này sẽ siết lấy tim cậu. Tuấn Kiệt thấy thế cũng bắt trước. Thế là khích một được hai. Duy chỉ có TT vẫn đứng ngoài cuộc. Xong xuôi thì cả ba bay đi, hẹn một ngày không xa tái đấu để chuẩn bị cho một trận đấu không cân. Caesar dạy Joseph cách điều tiết sóng, giống như súng nước cùng một lượng, đầu ra càng nhỏ lực bắn càng mạnh. Tất nhiên học bạn có vạn mới bằng học thầy. Caesar dẫn cậu đi gặp sư phụ của mình ở Venice, chính là quý cô xinh đẹp này đây. Mọi người gọi cô là Lisa. Cô đeo cho Joseph một chiếc khẩu trang 3 lớp để cậu có thể học kiểm soát hơi thở. Đến với thử thách đầu tiên, múa cột địa ngục. Hai người phải leo lên một chiếc cột chảy đầy dầu nhớt cao 20 mét và chỉ được dùng gợn sóng. Một ngày trôi qua, Caesar leo được nửa cây, còn Joseph thì vẫn đang dựa cột mà nghe. Cậu nhớ lại bài học hôm trước, dùng mấy ngón tay để leo lên thay vì cả bàn, để sóng gợn truyền ra được mạnh hơn. Nhưng cái khó còn nằm ở phía trên, càng leo lên cao, bề mặt cột lại càng khó bám. Joseph nhìn thấy một khe nứt, luồn vào để nghỉ tay. Ai dè đó lại chính là một cái bẫy, khiến một lưỡi cưa xuất hiện ngay trên đầu Joseph, cắt đứt được cả cây bút bi kim loại của cậu. Thấy vậy thì Caesar chơi lớn, truyền sóng vào chân, đứng thẳng trên cây cột, đồng thời truyền sóng đến tay để chống lại lưỡi cưa nước bằng cách điều khiển hai loại sóng gợn đối nghịch cùng lúc. Caesar thành công vượt qua máy chém, cuối cùng cũng leo lên được sau 2 ngày rưỡi. Joseph thì không làm được như vậy, cậu nghĩ ra một cách khác, lợi dụng lực đẩy đưa mình ra phía thành tường. Ở đây áp suất nước thấp hơn, dễ dàng vượt qua lớp màng chắn. Caesar đã phá luật để kéo cậu lên. Lisa thấy thì cũng nhắm mắt cho qua. Ngay sau đó có hai vị sư phụ bước tới, họ sẽ là gia sư riêng cho Joseph và Caesar. Đã 3 tuần kể từ khi hai bạn trẻ bắt đầu tập luyện, lũ HKT phiên bản xấu xa đã đánh hơi được. Viên ngọc thạch mà chúng tìm kiếm đang nằm trong tay cô Lisa, và người chạy sâu lần này là Tuấn Kiệt, main vocal của nhóm. Hắn giết một trong hai ông gia sư. Joseph không để hắn ra về mà không cắt phế, cậu đuổi theo thì ăn ngay một cái bạt tai. Nhưng đừng hỏi em khạc hay anh khạc nữa, vì người chạy bây giờ là Joseph. Cậu chặn đòn của hắn chỉ bằng một ngón tay, thậm chí còn đâm thủng người Kiệt. Kiệt không tốn nửa giây kêu đau, lấy luôn thế đó để bẻ tay Joseph. Joseph linh hoạt xoay người, triển khai chiêu thức xe chỉ luôn kim, cuốn tay tên người cột bằng sóng gợn và cắt nó ngọt xớt. Không những vậy, cậu còn hủy luôn cánh tay vừa đứt lìa, khiến Kiệt khóc nhè. Cơ mà đó chỉ là một cách để hắn giải tỏa cảm xúc. Mưa nào rồi cũng tạnh, mà đã tạnh thì nguội lạnh cảm xúc. Kiệt bỗng dưng trở thành một con người khác. Hắn lấy tay của ông gia sư lắp vào mình, rồi quay trở lại để hoàn thành ca khúc còn đang dang dở. Nếu như Gia Hùng có thể điều khiển gió thì Tuấn Kiệt là bậc thầy thao túng máu me. Hắn giải phóng những mạch máu, dùng chúng như xúc tu để tấn công. Joseph vừa di chuyển vừa dùng len từ chiếc mũ để tạo thành một cái lưới. Còn Kiệt, hắn tự chọc thủng cơ thể để có thể dùng thêm nhiều xúc tu máu nữa. Joseph vừa né vừa tạo kết giới dưới chân hắn. Song Kiệt đã đoán được trước, mạch máu của hắn tạo ra mạng lưới còn dày đặc hơn, cắt đứt toàn bộ dây len của cậu. Kiệt cười đắc thắng, bởi hắn đâu ngờ rằng cách đan dây của Joseph là cách đan dây được dùng trong ảo thuật 2000 năm hóa đá, khiến hắn không biết được kiểu đan dây này. Joseph giải thích xong thì dùng dây trói chặt đối thủ và truyền sóng gợn tấn công. Thế là Tuấn Kiệt bị đánh bại hoàn toàn. Joseph thế là đã giải được một chiếc nhẫn, vẫn còn một chiếc của Gia Hùng nữa. Cậu trở về nghỉ ngơi sau một trận đấu dai dẳng, không hề nhận ra bộ não của Kiệt đã bám trên lưng của mình từ bao giờ. Trong lúc cậu gặp Suzy, cô gái giúp việc của Lisa, não Kiệt nhảy sang ký sinh cô và lấy cắp viên ngọc thạch, sau đó chuyển nó cho bên giao hàng. Tới khi mọi người nhận ra thì đã quá muộn, họ phải lựa chọn giết cô để tiêu diệt hắn hoàn toàn. Joseph nảy ra một ý tưởng, cậu và Caesar cùng lao tới, một người dương một người âm, hai luồng triệt tiêu nhau, khiến bộ não không chịu được mà nhảy ra ngoài.
bám vào trên lưng Joseph. Giờ thì cậu chỉ đơn giản là quay lưng để ánh sáng làm việc còn lại. Xong xuôi, cả bốn người lên đường tới Thụy Sĩ, nơi mà viên ngọc thạch được giao tới. Trước khi đi, Joseph hứa hẹn với Suzy khi cậu về sẽ cùng cô phu thê giao bái. Tới được Thụy Sĩ, Joseph gặp lại người quen cũ ở bên Đức. Hắn mời mọi người về nghỉ ngơi ở khách sạn trên núi, bởi quân đội đã cướp viên ngọc thạch trước khi nó tới tay của Titi, bị bùng hàng. Titi cũng không chịu ngồi yên, hắn tìm tới tận nơi để đòi lại món hàng. Lúc này người quen mới lộ mặt, chính là thiếu tá Stroheim, người tưởng chừng đã banh xác khi ôm bom cảm tử ở Mexico. Các nhà khoa học Đức không những đã kéo hắn trở về từ địa ngục, họ còn vũ khí hóa hắn để trở thành một cỗ máy chiến tranh. Tuy không có súng thịt nhưng khẩu này to hơn và có tận 600 viên. Dồn Titi vào góc không khác gì dồn zombie trong chuồng chó hoàng lăng. Người đá cũng là người mà sao quá đáng vậy? Titi vùng lên, múa quạt chém đạn. Lưỡi kiếm chẳng mấy chốc tìm đến thiếu tá. Bằng một nhát duy nhất, hắn biến thiếu tá thành đống sắt vụn. Sau đó lôi ra viên ngọc thạch, nhưng vì cơ thể máy móc nên thiếu tá vẫn hoạt động. Ông bắn cho ngọc thạch văng khỏi tay Titi và trôi xuống vách núi. Thế là Joseph và Titi giằng co với nhau. Vì cơ thể có thể tái tạo, hắn kéo Joseph xuống vực cùng viên đá. Trong khi rơi, họ vẫn tiếp tục đánh nhau. Trong thời khắc thập tử nhất sinh, Joseph giơ viên xích thạch ra khiến Titi chùn tay rồi rơi xuống vực, còn cậu thì được Caesar kéo lên bằng một đoạn dây nối từ nhũ băng. Sáng hôm sau, đội Jojo dự định đánh vào cái khách sạn phía trước, một nơi hoàn hảo để ẩn nấp. Joseph cho rằng đó là một cái bẫy, nhưng không thể cản được một Caesar đã quá lâu chưa được lên hình. Tìm hiểu một chút về quá khứ của Caesar, như đã biết ở phần 1, ông nội của cậu là Zeppeli đã bỏ mạng trong tay tên hiệp sĩ, đến đời bố cậu cũng vì những chiếc mặt nạ mà bỏ mạng ngay trước mặt con trai. Nên khi có cơ hội trả thù, cậu không chần chừ. Caesar cùng thầy gia sư tiến đến trước khách sạn và gia hùng đã ra đón khách với một bộ cánh bằng hơi nước để khúc xạ mặt trời. Hắn kéo ông gia sư, chắc chắn là đi trước vì là nhân vật phụ. Thấy vậy thì Caesar không ngại nguy hiểm theo vào trong, mở ra một cuộc đối đầu khác giữa người cột và người thường. Lốc xoáy đấu với bong bóng, cả hai đánh một trận sòng phẳng. Caesar sử dụng bong bóng để phản xạ ánh sáng từ bên ngoài, khiến Hùng phải dùng hết sức bình sinh tạo khiên hơi nước. Caesar xông phi làm một cú quyết định, nhưng đó cũng chính là lúc cơ thể cậu đã che đi ánh sáng. Chỉ cần có như vậy, Hùng bắn tập tầm vông mắc đam ở khoảng cách gần, ăn trọn đòn đó. Caesar thân tàn ma dại, cậu lê lết thân mình đến chỗ của gia Hùng. Bằng chút sức lực cuối cùng, Caesar giật lấy chiếc nhẫn chứa thuốc giải cho Joseph, sau đó truyền hết năng lượng sóng trong người, tạo thành một quả bong bóng bọc lấy chiếc khuyên chứa thuốc giải. Hùng tôn trọng điều đó và coi Caesar như một chiến binh thực thụ. Tới khi Lisa và Joseph tiến vào thì mọi chuyện đã rồi. Joseph nhận ra chiếc khăn của bạn và chiếc khuyên chứa thuốc, biết rằng kẻ địch còn ẩn nấp xung quanh. Nhưng hai thầy trò vẫn không kìm được nước mắt khi họ phát hiện ra xác của Caesar đang nằm bẹp dưới một bức tường có hình cây thánh giá. Hai thầy trò sau đó bám theo dấu máu đằng sau cánh cửa. Gia Hùng và Titi đang ngồi đợi sẵn. Trên trần nhà, lũ quỷ đầu hói trực chờ lệnh mà cấu xé hai thầy trò. Biết rằng chọi với cả đám thì rất bất lợi, Lisa đem viên ngọc thạch ra đòi xét kèo 1-1. Cô đấu với Titi, còn Joseph đánh với Gia Hùng. Chủ nhà sẽ chọn địa điểm và thể thức thi đấu, đó chính là vòng đá gót chân hải cốt, nơi ngã xuống của biết bao nhiêu chiến binh. Chúng yêu cầu để Lisa lại làm con tin cho Joseph chạy về lấy viên xích thạch. Không lâu sau, cậu mang theo viên đá tới điểm hẹn, test luôn hiệu năng cho nó uy tín. Trước khi lên sàn, Lisa nói cho cậu về danh tính thực sự của mình. Năm đó trên con tàu, đứa trẻ mà bà Irina cứu chính là cô. Sau này Lisa được Strizo, người Joseph đánh bại ở đầu phim, nhận nuôi. Các kỹ năng sóng gợn cũng như viên ngọc thạch đều có được từ hắn. Mùi mẫn thế là đủ rồi. Giờ thì để cho HKT review về thể thức thi đấu ở vòng đối đầu. Gia Hùng và Joseph sẽ chơi chiến xa, tức vừa cưỡi xe ngựa vừa đánh nhau, giống như những chiến binh La Mã. Sau mỗi vòng đua, vũ khí mới sẽ được refill, ai tới nhanh hơn thì sẽ đoạt được. Vòng đầu tiên, vật phẩm chính là cây búa tạ. Joseph khôn lỏi vứt sỏi chèn bánh xe Hùng để xuất phát trước và dễ dàng lấy được chiếc búa tạ khổng lồ. Song điều mà cậu không hề ngờ tới, Hùng đã bế nguyên cả cây cột từ phía sau. Hắn quật nát cỗ xe khiến Joseph phải nhảy ra ngoài. Thay vì né tránh, cậu lao thẳng về phía Hùng, móc búa vào bộ nối yên cương, nhảy lên lưng ngựa. Nhưng tên kia đã chui vào lưng ngựa từ khi nào, bỗng cánh tay hắn trồi lên nắm trúng chân Joseph, khiến cậu phải chân đất nhảy qua con ngựa bên cạnh. Sau đó bổ một cú thật mạnh vào bàn tay hắn. Không kém phần, Gia Hùng khai thác sơ hở của Joseph bằng cách trồi người lên, sử dụng tập tầm vông 10 thành công lực. Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay, nhưng giờ đến tay Hùng còn không giữ được. Điều gì đã xảy ra? Tua ngược lại một chút thì trong lúc tự tin nhất, Hùng đã để Joseph cuốn dây cương vào hai cánh tay, truyền một lượng gợn sóng lớn để cắt đứt chúng. Trở lại hiện tại, khi mặt tên người cột bơ phờ như vừa làm ba hiệp thì vũ khí vòng hai được mang ra. Đây là một cặp nỏ bắn đạn sắt, một Congo và một hàn sẻng. Lúc này thì Hùng đi một nước cờ khó lường là chọc mù hai mắt để tập trung cảm nhận không khí xung quanh, khiến cho Joseph nghiễm nhiên tới trước chọn cây Congo. Nhưng vấn đề là nó quá nặng để lên đây. Hùng chạy sau với lấy cây hàn sẻng. Hắn sử dụng luồng nhiệt từ đống lửa giữa vòng đua để xác định vị trí Joseph, sau đó bắn một cú ảo tung quanh lòng chảo. Viên bi đi thẳng vào eo Joseph, khiến cậu ngã khỏi yên ngựa. Nhưng Joseph đã biến khó khăn thành cơ hội, lợi dụng cú ngã để lên dây cho chiếc nỏ khủng bố, sau đó bắn một cú ma quỷ không kém mang tên sao băng bay ngược, khiến Hùng hiểu được thế nào là đau thấu tâm can. Khi cả hai đang ngã ngựa, trò chơi chuyển sang mốt cận chiến. Hùng úp nguyên bộ ấm chén lên mặt đối thủ. Joseph đỡ hai cái bắp đùi bằng củ trỏ, giúp Hùng nghỉ ngơi trong những ngày tập chân. Chưa bỏ cuộc,
Hùng bắn hai bàn tay từ khoảng trống trong tim để tóm lấy cổ Joseph. Khi đối thủ đã bị khống chế, giờ thì Hùng mới sử dụng đến vũ khí tối thượng, nó mang tên là đầu vòi rửa xe. Vòi phun hút gió với áp suất đủ để cắt ngọt xi măng cốt thép. Khi mà lưỡi gió liếm ngang tai, Joseph nảy ra một kế. Cậu ném chai dầu gió Trường Sơn về phía Hùng, cảm thấy được vật thể lao đến, hắn dễ dàng cắt nó làm đôi. Chưa hết, cậu tiếp tục ném đoạn dây của Caesar. Sau khi đã bén lửa, Hùng tiếp tục cắt vụn nó ra thành nhiều mảnh, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra chính năng lực Fruit Ninja đã bóp chim chính mình. Chiếc vòi gió của Hùng đã hút cả dầu lẫn lửa, biến hắn thành một quả bom xăng tan vỡ. Cơ thể Hùng chỉ còn lại đúng cái đầu. Song với sự hảo hán của mình, Joseph tưới máu để đối thủ bớt đau đớn, bởi đây là tình bằng hữu không cần sự công nhận giữa hai người đàn ông đích thực. Đến với trận chiến thứ hai giữa Titi và Lisa, thi đấu ở thần điện Peace Berlina. Titi lẩn mình sau những bức tường toàn đánh lén, nhưng Lisa đã cảm nhận được luồng sinh khí. Cô Santo đá một cú chẻ đầu tên ngỗ ngược. Ở ngay đòn đầu tiên, Lisa đã khiến Titi phải mất mặt, nhưng đó chỉ là một tên tép diêu được cải trang. Titi gốc đã đứng sau lưng, hắn đâm một nhát dao thấu tim Lisa. Giờ thì người gục chỉ sau một chiêu chính là cô. Chiến thắng giúp Titi lấy được viên ngọc thạch. Thấy sư phụ ngã xuống, Joseph liều mình lao tới, nhưng sức cùng lực kiệt, lượng sóng gợn ít ỏi trong cậu không thể vượt qua được đám lính quèn. Tưởng chừng mặt trời đã xuống núi thì một thứ ánh sáng lấp lánh chiếu tới, chính là thiếu tá phát xít cùng đạo diễn ánh sáng Speed. Quân đội nhanh chóng xử đám lâu bâu cản đường để Joseph tiến tới đối mặt với Titi. Ở trên đó, hắn đã buộc được Lisa vào sợi dây thừng và đá cô rơi xuống, để cho Joseph phải giữ một đầu. Cậu vẫn chưa biết người mình giữ mạng sống trong tay chính là mẹ ruột, do tập luyện sóng gợn để dung mạo trẻ trung. Liệu Joseph sẽ làm gì khi Titi cắt đứt sợi dây? Câu trả lời là cậu vòng nó qua chân đối thủ và buộc đầu còn lại vào chân mình. Trong một cảnh quay mà không ai biết, Joseph lấy đà đu lên, đánh một cú tràn trề sóng gợn, chém vỡ tan lưỡi đao cùng cánh tay đỡ đòn của Titi. Đòn đánh mạnh tới nỗi khiến hắn văng xuống rừng trông bên dưới. Pha lê đã đâm xuyên lục phủ ngũ tạng. Lúc này Speed mới bắt đầu kể chuyện cho Smokey. Ngày xưa Lisa cùng Josh, tức bố của Joseph, đã kết hôn. Ông ta là phi công thuộc quân đội Anh, bị một tên zombie giả làm sĩ quan giết hại. Khi Lisa tới báo thù, quân đội vẫn không hề biết xác sống là gì, cho rằng cô mới chính là người gây án. Thế là Lisa bị truy nã toàn thế giới. Cô bỏ đi một mình và mọi người giấu chuyện đó với Joseph. Bà Irina cũng không muốn cháu mình dính dáng tới cuộc chiến sóng gợn. Quay trở lại với Titi, hắn đã âm thầm gắn viên ngọc lên mặt nạ, chỉ chờ khi quân đội chiếu tia tử ngoại vào, hắn như tái sinh. Mà không, hắn trở nên khác biệt hoàn toàn. Một con sóc chui ra từ tay Titi cũng đủ sức tiêu diệt một tiểu đội tinh nhuệ của Đức. Đúng lúc này bình minh ló dạng, mang ánh sáng thiêu đốt lũ quỷ con. Nhưng còn Titi, hắn thậm chí còn rực rỡ hơn. Hắn giờ là một sinh vật tối thượng, kẻ thống trị ITV. Không gì có thể đánh bại được hắn. Nhận ra đối thủ trước mặt đầu thai nhầm server, Joseph lấy máy bay thực hiện kế hoạch B, chuyển qua không chiến. Sau khi đã tìm hiểu quỹ đạo bay của Titi, Joseph quay xe xả đạn ngược lại. Nhưng hỏa lực không thể nào xuyên qua được lớp lông vũ hóa sừng của hắn. Thậm chí khi lông bay ngược lại còn đâm thủng cả vỏ máy bay, rồi còn hóa cả thành đàn cá ăn thịt. Chúng cắn tan hoang chiếc chiến cơ, phần còn lại biến thành xúc tu khổng lồ, giữ chặt cánh quạt, khiến máy bay lao thẳng xuống miệng núi lửa. Joseph bắn dù ra, Titi thấy vậy đắc thắng bay tới, nhưng người trong dù chỉ là hình nhân, còn Joseph thì vẫn đang cầm lái chiếc máy bay cà tàng. Cậu húc hắn xuống miệng núi lửa. Cùng với sự cover của thiếu tá, ông đã hy sinh cơ thể máy móc để đỡ lấy Joseph trong lúc cậu nhảy ra khỏi máy bay. Còn Titi trở thành đống bầy nhầy trong bể dung nham. Tưởng rằng đã hết phim, Joseph tỏ ra chủ quan thì một tia sáng lóe lên, rẽ đôi mặt đất, cắt lìa một bàn tay cậu. Nhưng làm sao mà Titi có thể sống sót? Bí quyết là lớp bọt khí cách nhiệt. Chung quy lại, mọi thứ trên trái đất đều không thể giết được hắn. Làm tí backstory của nam ca sĩ Titi, tộc người của hắn sống trong hang dù thời của họ chưa có bóng đá. Titi đã tạo ra chiếc mặt nạ để có thể tiến ra ngoài ánh sáng, nhưng cần máu. Dĩ nhiên là mọi người phản đối, nên hắn chu di cửu tộc. Giờ đây, sau khi đã trải qua 10.000 năm, hắn đã đạt được thứ mình muốn, là trở thành một vị thần sống. Titi đánh Joseph bằng đòn gợn sóng mạnh gấp trăm lần. Thêm một lần nữa, cậu lấy miếng ngọc ra đỡ đòn thì toàn bộ năng lượng bị chuyển xuống núi lửa, tạo ra áp lực bắn cả hai lên không trung với tốc độ không tưởng. Titi mọc cánh bay đi, nhưng đã bị bàn tay đứt lìa của Joseph tóm lấy. Xin đừng thắc mắc. Tiếp đó, những viên đá vụn dồn dập bắn tới lui, đẩy thẳng Titi qua tầng khí quyển, một mạch vào không gian. Trong môi trường không gian, cơ thể hắn bị đóng băng. Dù cho có biến đổi cỡ nào thì hắn vẫn cứ thế trôi nổi trong không gian. Sự bất tử của hắn giờ lại trở thành nhà tù của chính hắn. Ở dưới thì Joseph đang lơ lửng trên cục bất động sản một lúc trước khi nó rớt giá. Cậu chấp nhận cái chết đến với mình. Và thế là mọi người tổ chức đám ma cho Joseph Joestar. Nhưng mà plot armor cộng với cát xê vẫn còn, nên Joseph quay trở lại với tư cách nhân vật chính. Thậm chí còn đính hôn với Suzy như đã hẹn. Cậu đoàn tụ với mẹ Lisa, tên thật của bà là Elizabeth Joestar. Sau đó cả ba đến Mỹ định cư. Bà Irina thì qua đời ở tuổi 81 trong vòng tay của gia đình. Speedwagon cũng mở thêm tập đoàn lớn ở Mỹ và qua đời ở tuổi 89. Smokey trở thành thị trưởng da màu đầu tiên ở quê hương Georgia. Thiếu tá Stroheim không gặp lại Jojo nữa. Sau này ông hy sinh trong trận Stalingrad. Kết thúc phần 2. After credit, Joseph này đã lớn tuổi, bay sang Nhật tìm con gái mình làm dâu xứ phù tang. Chưa dừng lại ở đó, các anh ngư dân lại tiếp tục lôi lên một chiếc dương bí ẩn. Không rõ bên trong có gì, nhưng trong một nhà tù cách xa xa xuất hiện nhân vật chính của phần sau.
Zotaro. Nếu bạn muốn theo dõi chuyến phiêu lưu của Zotaro, hãy nhớ subscribe cho The Reviewer và để lại một bình luận ở phía bên dưới nếu bạn thích video này. Và tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.